Tuấn Dương xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa các bạn, bây giờ Tuấn Dương đang có mặt trước cổng chợ vườn chuối. Ở đây thì nằm ở cái chợ vườn chuối này, nằm ngay ở góc đường Nguyễn Thượng Hiền, cắt với đường Nguyễn Đình Chiểu. Và nhìn cái mặt trước của chợ thì cũng khá là hẹp. Nó cũng chỉ cỡ khoảng 10 đến 15 mét dài, mét chiều ngang thôi. Và đằng trước chợ thì họ tổ chức giữ xe ở phía đằng trước. Thì đây là cái góc ngã tư Nguyễn Thượng Hiền. Góc ngã tư Nguyễn Thượng Hiền cắt với lại đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây Tuấn Dương sẽ quay cái bảng hiệu để quý vị dễ theo dõi và hình dung ha. Đây là góc đường Nguyễn Thượng Hiền và Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ Tuấn Dương sẽ mời quý vị các bạn mình cùng đi vô chợ vườn chuối để coi xem là cái chợ này thì bây giờ họ buôn bán những các cái mặt hàng gì, và có phải là chợ vườn chuối là ngày xưa là xung quanh đây nó có một cái vườn chuối hay không, thì những hay là chợ này chuyên bán chuối ở vườn mang lên thì họ gọi là vườn chuối. Thì đây là những cái thông tin mà rất là cần cái sự góp ý của quý cô chú anh chị để mà cái chợ này để chúng ta hoàn thiện hơn là tại sao nó lại có cái tên gọi như thế này. Thế ngày xưa chợ vườn chuối gọi là chợ vườn chuối à? Mà tại sao lại có tên là chợ vườn chuối? Ngày xưa là khu này trồng chuối nhiều à? Nghĩa địa? Ngày xưa là nghĩa địa gì cơ? À, đất hoang trồng chuối nhiều. Và dạ chung cư Mạc Đĩnh Chi. Dạ. Tuấn Dương xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa các bạn, bây giờ Tuấn Dương đang có mặt trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa quý vị và các bạn đến cái khu là chợ Bàn Cờ hoặc là chợ vườn chuối. Thì các bạn nhìn cái khu này đó, là ở hai bên nó có những cái hàng cây me, nhìn những cái cây me lâu năm rồi, cũng rất là cao và đẹp. Me thì Tuấn Dương, theo như Tuấn Dương được biết thì nó trồng từ cái thời Pháp cơ. Nhiều chỗ là cái hàng me này nó che kín và chúng ta còn không nhìn thấy cả ánh nắng mặt trời nữa. Tới đây là góc đường Trương Định cắt với đường Võ Văn Tần thưa các bạn. Các bạn nhìn cái khu này thì cái hàng me, có những cái cây me mà cao một vừa cái đường kính thân cây là một người ôm. Mặc dù là đường một chiều nhưng mà cái con đường Võ Văn Tần này thì cũng luôn trong cái tình trạng là đông xe và kẹt xe. Các cái phương tiện thì di chuyển rất là chậm. Đây là góc
quan cắt với Võ Văn Tần. Theo như quan sát của Tuấn Dương thì khu vực này cũng rất là nhiều những các cái ngôi biệt thự cổ nằm lùi sâu về phía bên trong. Thì thành phố họ cũng muốn là duy trì những các cái gìn giữ, những cái bảo tồn những các cái biệt thự này để lưu giữ lại cho các cái thế hệ tiếp nối được biết và có cái điều kiện mà nhìn ngắm cái những cái công trình kiến trúc cổ xưa. Trước mặt chúng ta đang là cái giao lộ Võ Văn Tần cắt với đường Cách Mạng Tháng 8. Ở đây có cái tiệm là bánh mì Sáu Minh ngay góc này các bạn. Dương sẽ quảng vô cái hẻm này để đi sang đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây là hẻm 223 Nguyễn Đình Chiểu. Xin lỗi, đây là hẻm 225 Nguyễn Đình Chiểu. Đó, đi thẳng trước mặt kia là lối đi vào chùa Phật Đà này các bạn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Phật Đà. Ta đang có mặt trên đường Nguyễn Đình Chiểu rồi. Tuấn Dương sẽ tìm chỗ để gửi xe. Và ý định của Tuấn Dương hôm nay là sẽ quay cái chợ Vườn Chuối, vào đó xem quay cái ngôi chợ rồi ta ăn uống cái gì đó. Đây, chợ Vườn Chuối đây rồi, và xem là gửi xe ở đâu á. Bắt đầu đi vào thì quầy 1B1 chợ Vườn Chuối. Thì đây là các cái khu mà họ bán vàng này. Ngay phía mặt bên ngoài này. Rồi chúng ta sẽ đi vô trong cổng chợ nhé. Đấy, cái phía bên ngoài này thì họ đi, Tuấn Dương thấy là họ quan sát thấy họ bán vàng. Có nhiều các cái cửa hàng có vẻ họ đóng cửa, không có kinh doanh. Đó, hôm nay để qua đây làm tắt 10 triệu. Ôi cơm luôn. Ở trong lồng chợ này thì cũng mai. Em tính múa mà tự nhiên cái gì biết. Trong chợ này thì rất là tối, nguyên cả một cái dãy nhà lồng này. Trong này thì như lúc nào cũng phải bật điện. Họ bán giày dép này, các cái đồ cặp tóc, mỹ phẩm. Vào trong này khá là tối nha các bạn. Còn chắc ở trong này thì tối vậy nên là chúng ta sẽ đi ra cái dãy phía bên ngoài này, hành lang bên hông này.
tới bên ngoài này là hẻm 430. Hẻm 430 thì mình đi ở bên ngoài này thấy nó rộng rãi và nó sáng, còn ở trong thấy trong cái nhà lồng thì rất là tối. Chính vì thế những cái tiệm mà ở phía bên hông này thì rất là có lợi vì họ được hưởng cái ánh sáng tự nhiên, ánh sáng mặt trời. Chợ thì cũng bày bán đủ thứ rau củ quả. Có một cái khu bán đồ ăn ở đây này, phía bên tay phải của Vân Dương. Mình sẽ phải đi một vòng đã rồi lát xíu mới dừng lại. Nếu mà khám phá cái chợ này thì Vân Dương thấy chắc là sẽ rất là dài đấy. Cô bán rau, các loại rau ở bên đây là trái cây. Những người đi xin tiền như thế này đó là bây giờ bên thành phố không có khuyến khích, cho những người ăn xin, không khuyến khích cho tiền vì các cái biến tướng của cái hành động ăn xin này. Bán các loại trái cây, bán thịt heo, thịt ba rọi, bán tôm khô, rau muống. Rau muống bào nhìn rất là tươi. Khúc bên đây bán hải sản. Ăn quần áo, ăn cá. Thịt quay, trái cây, bưởi nhìn rất là tươi á. Mãng cầu na, mãng cầu xiêm. Các loại ốc, sò, ươm. Bán đồ khô, đồ hũ. Nắng đồ miên nắng bổ hư, khoai lang đủ cả để ngay cửa quên. Và cô chê 30 ngàn, mắm 5 ngàn 100 gram. Đấy, cô này đi bán xôi. Đây bây giờ lại là hẻm 329 Điện Biên Phủ rồi các bạn. Qua bên đây là hẻm 329 Điện Biên Phủ. Nó có khu chợ Vườn Chuối này nhưng mà xung quanh thì họ họp chợ buôn bán cũng rất là sầm uất. Dương thấy là hàng hóa thì phong phú, rồi bán cả những các cái loại quy, có cái khuy quần jean nào để mà đóng hả? Đóng hả chú? Lớn là cái nào chú? Ở đó cái trong đó, ngoài nhỏ. Như này là bán nhiêu tiền một cái? Một bịch là nhỏ ở đây đúng không? Và ba cái đây đúng không? Hai cái này nhỏ này, còn như lớn nữa.
Rồi lấy cho con một bịch, lấy chắc lấy lớn đi. Lớn hả? Thế này, thế tây nè. Cái nào nó chắc chú? Cái này là của nam này của nữ. Vâng, lấy cái của nam. Rồi chờ con thiếu con lấy gì? 5.000 chú. 5.000. Rồi chú ạ. Cảm ơn. Họ bán cam à, đôi sáp, cơm tấm bì chả. À, bán quần áo. Gần như ở đây không thiếu thứ gì luôn. Trứng, hành tỏi, rau. Mấy bạn này đi vừa đi vừa bán tăm bông và hát đấy các bạn. Bán thịt heo này, các loại chả, bán trứng, bán thịt gà, nấm, thịt bò, thịt heo. À, các loại chè. À, trái cây. Đây là hẻm 329 Điện Biên Phủ. Đi hết cái con hẻm này đó là đây chúng ta sẽ gặp cái khúc đây là chúng ta sẽ gặp giao lộ ngã tư Điện Biên Phủ mắt với Nguyễn Thượng Hiền này các bạn. Đây mình sẽ đi bộ ra đây chút xíu để cho các bạn coi cái góc ngã tư này. Đây bây giờ cái đường Nguyễn Thượng Hiền này thì họ tổ chức cái giao thông một chiều hướng từ phía giao lộ vòng xoay công trường Dân Chủ hướng về phía Điện Biên Phủ các bạn. Ngay cái góc này thì có góc Điện Biên Phủ cắt với Nguyễn Thượng Hiền thì có một cái cây xăng. Đấy, còn phía trước mặt đây là góc giao lộ Cách Mạng Tháng 8 cắt với đường Điện Biên Phủ. Đó, đây cô này cô bán hành thánh lá, bán thêm gà ta, cơm bún bò Huế, quán ăn Hoàng Dung, bánh canh hẹ Biển Trúc, cơm có 20k. Đây, chúng ta sẽ đi vào đường Nguyễn Thượng Hiền nha các bạn. Mình sẽ đi vô Nguyễn Thượng Hiền, sau đó sẽ đưa các bạn vào phải đi vô chợ Vườn Chuối. Đây nem khô bé, các loại nem chả giò. Khu này thì thấy đường Nguyễn Thượng Hiền, bánh tráng Kim Ngọc, rồi bánh mì Tuấn Mập. Những các cái bánh mì Tuấn Mập này cũng có nhiều cửa hàng lắm các bạn. Họ có đại lý ở khá là nhiều cái tuyến đường. Đây cái một cái bác thợ sửa khóa làm chìa khóa.
đây khu nhà họ bán này, cơm tấm buổi trưa giờ họ đang nướng sườn. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên đường Nguyễn Thượng Trường, phường 4 quận 3. Kế đó là một cái bác sửa đồng hồ, nhìn bác cũng lớn tuổi. Bác sửa cái chiếc đồng hồ cũ, nhìn bác có lẽ là bác cũng sửa lâu năm rồi. Bên kia là cô Nguyệt Nem Chả Củ Ché, họ bán ở vỉa hè. Sài Gòn thì hôm nay buổi sáng nắng nóng lắm các bạn. Các bạn thấy ngoài đường này nắng chang chang luôn. Tấn Dương cũng muốn đi bộ để quay clip gửi tới quý vị, những cái người mà trước đã từng sinh sống hoặc là đi chợ ở cái khu vực này, để chúng ta được nhìn lại được những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày nay. Và ngoài ra thì Tuấn Dương cũng thông báo là Tuấn Dương cũng đã mở một cái kênh YouTube mới là Ký Ức Sài Gòn. Thì rất mong quý cô chú anh chị, những người yêu mến Sài Gòn, chúng ta có thể là đăng ký cái kênh YouTube này và theo dõi, chia sẻ các cái kinh nghiệm, các cái kỷ niệm về Sài Gòn xưa. Bây giờ được phải đi vô đây là số xe máy đó. Đây là số 255A Nguyễn Thượng Hiền đó. Số cũ là 331/92. Ở cái con hẻm này thì chỉ hai người đi thì còn phải tránh nhau. Thông đi rất là nhiều nơi, cứ đường ngang ngõ tắt, hẻm sao sẻ tới lui, sao sẻ tới lui các bạn. Đấy rồi họ còn hát karaoke, bác này nó vừa bán hàng vừa hát karaoke. Đấy, bán bưởi
rất là vui ạ. Vừa bán hàng, vừa bán trứng, bán gà, ăn karaoke luôn ạ. Các tiểu thương ở đây họ rất là yêu đời. Đây, ra tới đây là góc, đi sang bên đây là đường số 1. Khu bên đây là khu gì nhỉ, tự dưng quên mất tên, là khu cư xá Đô Thành đây các bạn. Đường số 1 khu cư xá Đô Thành. Bún bò viên cô hoa, chợ vườn chuối và không có chi nhánh. Vào là bao nhiêu mét đây? Tân Dương sẽ đi vô cái tiệm này của cô á. Đây là vào có 5 mét. Từ năm 1981, bún bò viên cô hoa. Rồi thôi mình sẽ đi vô đây xem 5 mét là ở đây. Không biết là cô có bán giờ này có bán không ta. Sao không có thấy khách gì cả. Bún bò viên. Đấy, bún bò viên là chiều mới bán à? Chiều bán là 12 giờ. 12 giờ. Dạ dạ. À, vậy là chưa có các bạn. 12 giờ mới có. Thôi vô trong chợ ăn. Đây là bún bò viên cố hoa này không có bán buổi sáng. Chắc là buổi sáng. Lý do buổi sáng họ không bán là vì họp chợ nên là khách vào khó. Họ hát vừa bán hàng vừa hò hát. Đây bán đồ chay, cái hẻm này chuyên bán đồ ăn. Hồ tiếu mì, nuôi, miếng. Dạ. Bao nhiêu? Bán thịt heo, các loại chè. Rồi bán quần áo con nít. Rồi cái này đấy. Bán hàng nằm luôn đấy, rất là thoải mái. Bắp rang phô mai bơ 15.000 một bịch. Có cả cái để cả cái mic hát. Để cái đấy là họ thu âm sẵn. Phía bên hông của chợ thì mình thấy là họ
tận dụng được cái lối đi và cái ánh sáng nên là nó thoáng hơn ở trong lồng. Và nhiều người thì họ cũng thích là mua bán ở bên ngoài thay vì là đi vào trong cái khu lồng của chợ thì phải gửi xe. Nhưng mà bù lại thì xách đồ thì sẽ hơi vất vả. Đây giờ Dương sẽ coi để mua một số các cái miếng dán vô tường. Đây là 430, hẻm 430 Nguyễn Đình Chiểu. Thì không biết là cái ngôi chợ vườn chuối này chính xác thì có từ năm nào. Nếu mà quý cô chú anh chị từng sống ở đây thì có thể comment giúp Tuấn Dương nhé. Đồ nhựa, khăn mặt bông, túi, dù, chổi. Cũng chợ nhưng mà ở trong phía bên trong lồng chợ thì rất tối. Họ cũng tiết kiệm điện, họ không có bật đèn. Từ đồ đây thì có bán gì ăn đứng kêu à, ví dụ nhà mình đây mình đứng cái à mất bên này mình kêu lên thì thôi. Thank you.